Hiện nay tại thị trường Việt Nam, thương hiệu đồng hồ Sanzai chính hãng ít được quan tâm và biết đến. Tuy nhiên, với những ai yêu thích tìm hiểu về đồng hồ chính hãng chắc chắn không còn quá xa lạ với thương hiệu này. Vậy đồng hồ Sanzai của nước nào? Chất lượng ra làm sao? Và giá bao nhiêu? Tất cả sẽ được hệ thống đồng hồ The Watch giải đáp ngay trong video này cho các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé! Một, đồng hồ Sanzai của nước nào? Đây chắc hẳn là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay và câu trả lời cũng sẽ khiến không ít nhiều người ngạc nhiên. Theo như website của hãng công bố, thương hiệu đồng hồ Sanzai 1893 ra mắt vào tháng 10 năm 1893 tại Senimier của Thụy Sĩ. Người thành lập là ông chủ Nicolas Schmidt, bấy giờ chỉ mới 21 tuổi, tuy nhiên cùng tham vọng muốn chinh phục thị trường, tạo ra sản phẩm độc đáo, giá tốt. Ông ngay lập tức bắt tay vào thiết kế và cho ra những bản thảo đầu tiên từ rất sớm. Tuy nhiên, lúc này cái tên Sanzai lại chưa chính thức được lựa chọn làm tên thương hiệu. Theo lời kể, vào năm 1908, cả nhà của Nicolas Schmidt gặp biến cố tuyết lở khi đang đi du lịch. Khi được cứu hộ và thoát ra ngoài, ông nhìn thấy ánh mặt trời, từ đó lấy luôn Sanzai làm tên thương hiệu. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, thương hiệu đồng hồ Sanzai chính hãng ngày càng được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế. Từ một xưởng nhỏ bé của gia đình, giờ đây đồng hồ Sanzai Thụy Sĩ có đại lý ở Âu, Mỹ, Trung Quốc. Mặc dù nguồn gốc đồng hồ Sanzai Thụy Sĩ 1893 là từ Thụy Sĩ, nhưng khâu lắp ráp lại được hãng thực hiện ở quốc gia thứ ba. Nên có thể nói Thụy Sĩ là nơi khai sinh, còn sản xuất thì tại Trung Quốc. 2. Đồng hồ Sanzai có tốt không? Chính việc không được lắp đặt tại quê nhà khiến đồng hồ hiệu Sanzai nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Trên thực tế, Trung Quốc cũng chỉ là một trong những công xưởng khổng lồ của cả thế giới, nên không có nghĩa chất lượng luôn kém. Bên cạnh đó, hãng đồng hồ Sanzai lại ưu tiên lựa chọn máy của Nhật Bản trong quá trình lắp ráp. Sự phổ biến của máy Nhật có lẽ không phải bàn cãi quá nhiều khi không chỉ đồng hồ hãng Sanzai mà còn nhiều thương hiệu quốc tế khác sử dụng. Hơn nữa, với việc định hình là thương hiệu đánh mạnh phân khúc bình dân, sử dụng máy Nhật giúp các mẫu đồng hồ Sanzai nam, nữ trở nên dễ tiếp cận người dùng. Từ chi phí sản xuất cho đến bảo dưỡng hay sửa chữa đều tiết kiệm rất nhiều. Tất nhiên, mọi thứ đều có sự đánh đổi. Các phiên bản đồng hồ Sanzai nữ hay nam dù mang tiếng đến từ Thụy Sĩ nhưng lại không thể đạt được tiêu chuẩn xuất xứ Thụy Sĩ như những ông lớn khác. Vì để có được chuẩn đồng hồ Thụy Sĩ, cần đáp ứng yêu cầu sau. Cỗ máy bên trong phải được sản xuất, gia công và thiết kế tại Thụy Sĩ. Mọi quá trình lắp đặt, sản xuất cũng như tinh chỉnh phải đạt hơn 60% quá trình thực hiện tại Thụy Sĩ. Đặc biệt, khâu kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện cũng phải làm tại xưởng Thụy Sĩ. Có như vậy mới biết, các thương hiệu có sản phẩm đạt chứng nhận xuất xứ Thụy Sĩ luôn đi kèm mức giá cao. Nếu bạn không phải là người quá khắt khe về tiêu chuẩn trên, các mẫu đồng hồ Sanzai kính Sapphire vẫn cho chất lượng tốt trong tầm giá. Hãng còn sử dụng thép không gỉ, dây da thật cho sản phẩm của mình. 3. Đồng hồ Sanzai giá bao nhiêu? Qua nguồn gốc xuất xứ và cấu tạo, có lẽ nhiều người sẽ phần nào đoán được đồng hồ Sanzai giá bao nhiêu. Trong mắt của đại đa số khách hàng, các thương hiệu lâu năm của Thụy Sĩ sẽ có giá bán khá cao nhưng hãng đồng hồ Sanzai lại là câu chuyện khác. Qua đó, trung bình bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2 triệu là có thể sở hữu đồng hồ Sanzai nam, nữ chạy máy Quartz. Riêng đối với dòng đồng hồ Sanzai cơ sẽ đắt hơn một chút khoảng trên 5 triệu. Tất cả mức giá đều rất hợp lý cho thương hiệu xuất xứ Thụy Sĩ này. Sở dĩ đồng hồ Sanzai nữ và nam có mức giá hấp dẫn như vậy nằm ở chính việc hãng lựa chọn máy Nhật cũng như gia công tại Trung Quốc. Nhờ đó, các chi phí được tinh giảm xuống mức tối đa giúp sản phẩm đến tay nhiều người dùng hơn. Bên cạnh đó, hãng cũng chia làm nhiều dòng với rất nhiều chất liệu mẫu mã khác nhau. Có thể kể đến như đồng hồ Sanzai nữ đính đá, đồng hồ Sanzai nam dây kim loại, đồng hồ Sanzai 1893 kính Sapphire nữ. Đánh đổi duy nhất là việc sản phẩm thiếu đi tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Thụy Sĩ, điều khiến nhiều người thắc mắc về việc đồng hồ Sanzai có tốt không. Tuy nhiên, bạn không phải quá lo lắng vì trong tầm giá trên hãng cũng trang bị những chất liệu tốt nhất cho sản phẩm. Những thông tin khác về đồng hồ Sanzai chính hãng. Trong quá trình tìm hiểu về thương hiệu tưởng mới mà cũ này, ngoài chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giá bán, vẫn còn rất nhiều thắc mắc khác được người dùng đặt ra. Nếu bạn cũng giống như phần đông mọi người, thì dưới đây sẽ có câu trả lời dành cho bạn. 1.
có đồng hồ Sanjay nhé không? Cách phân biệt như thế nào? Câu trả lời là có, nhưng không nhiều, thậm chí là khá thấp khi so sánh với những thương hiệu nổi tiếng khác. Điều này khá dễ hiểu khi danh tiếng và độ phủ sóng của đồng hồ Sanjay 1893 nữ, nam không quá lớn, ít người dùng biết đến, ưa chuộng. Ngay cả như vậy, người dùng cũng nên cảnh giác mỗi khi cần mua các phiên bản nổi bật như đồng hồ Sanjay nữ mặt vuông, đồng hồ Sunrise nữ mặt xanh hay đồng hồ Sunrise nam 6 kim. Vì đó đều là những phiên bản có tiếng, dễ bị các đối tượng lợi dụng làm giả. Vậy nên, trong quá trình mua sắm bạn cần chú ý 3 điều sau. Chỉ mua ở cửa hàng uy tín, bạn nên tìm hiểu kỹ cửa hàng có nhiều chi nhánh, thâm niên lâu năm làm nơi trao niềm tin. Kiểm tra kỹ sản phẩm, đây là khâu quan trọng vì dù bạn mua ở bất cứ đâu, chỉ sự tin tưởng thôi là chưa đủ. Hãy kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi mua. Ví dụ với đồng hồ Sunrise 6 kim, bạn cần bật mọi tính năng để các kim có hoạt động hết hay không, quan sát ngoại hình để không bỏ lỡ các vết chảy xước ngoài ý muốn. Chính sách bảo hành, khâu cuối cùng cũng là trách nhiệm của nơi bán với bạn. Bảo hành thường bị nhiều người ngó lơ vì chỉ tập trung chính vào sản phẩm. Nhưng bảo hành còn đóng vai trò về hậu mãi về sau, nên hãy lựa chọn nơi có kèm ít nhất là bảo hành chính hãng. 2. Ưu nhược điểm của đồng hồ Sanjay. Về ưu điểm, cộng sản phẩm có mức giá tốt, phù hợp cho những ai hầu bao thấp nhưng thích sử dụng thương hiệu Thụy Sĩ. Cộng đa dạng trong mẫu mã và chất liệu, tiêu biểu là đồng hồ Sanjay dây da, đồng hồ Sanjay nam mặt vuông, đồng hồ Sunrise dây da nữ. Về nhược điểm, cộng chưa được bán rộng rãi tại Việt Nam nên ít được người dùng biết đến. Cộng dù dùng máy Nhật nhưng lại có ít dòng đồng hồ Sanjay automatic mà đa số đều là mẫu máy pin giá rẻ. 3. Những sản phẩm nổi bật của đồng hồ Sunrise. Dù mức giá tốt, nhưng thương hiệu này sở hữu bộ sưu tập đồ sộ nhiều phiên bản khác nhau. Trong đó, bao gồm đồng hồ Sanjay nữ dây da, đồng hồ Sanjay nữ dây kim loại, đồng hồ Sanjay nam mặt vuông, mặt tròn. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho cả nam và nữ, hãng cũng định hướng về hình ảnh riêng cho các dòng khác nhau, như các mẫu đồng hồ Sanjay kính sapphire nữ chính hãng thường nhỏ gọn, đính đá. Còn dòng cho nam lại sang trọng, lịch lãm. 4. Nên mua đồng hồ Sanjay hay không? Đến đây chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có câu trả lời riêng cho bản thân. Nếu bạn là dân văn phòng hoặc sinh viên, người có thu nhập trung bình đang thắc mắc đồng hồ Sanjay nam giá bao nhiêu, thì chỉ với hơn 2 triệu là bạn sở hữu trên tay ngay thương hiệu này. Kết luận, có thể thấy, hãng đồng hồ Sanjay dù ra mắt từ khá lâu nhưng lại còn mới mẻ với không ít người dùng hiện nay, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Hy vọng bài viết của đồng hồ chính hãng The Watch sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan nhất về thương hiệu này để có thể đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy video hữu ích hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích trong tương lai. Bây giờ The Watch xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào!